Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GKDAT. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là tiện ích xóa lớp đối tượng trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn. Giả sử ta có file bản đồ chính như thế này. Bây giờ ta thấy cái lớp này dư đi, ta muốn xóa này làm sao? Bấm dưới đây này, xóa lớp dữ liệu này. Đó, chụp chuột trái vô, trái này này. Rồi bấm chuột trái vô đây này. Rồi bấm ra ngoài. Này có xóa không? Còn bấm thực sự xóa số 2 này, bấm xóa. Rồi giả sử bấm vô đây, bấm ra ngoài cái không có xóa, xóa thấy không? Nhìn giải vậy đó. Giả sử lớp khung đi, nháp lớp khung đi nha, bấm vô này chọn lớp khung này nha. À, rồi chọn lớp khung, phải có xóa không? Xóa mất liền thấy không? Không phải giỡn nữa nghe. Rồi lớp này thử coi, xóa mất rồi thấy không? Lớp này thử coi xóa nè. Rồi cảm ơn các bạn lắng nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.